Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Bambec. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Bambec cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Bambuterol Chỉ định Hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, khi phế thủng và các bệnh lý phổi khác có kèm co thắt. Chống chỉ định Mẫn cảm với tơ butalin hay các thành phần khác của thuốc. Tương tác thuốc Saxamithonium, Santin, Steroids và các thuốc lợi tiểu. Tác dụng phụ Run cơ, nhức đầu, vọt bẻ, đánh chống ngực, nổi mề đay và phát ban ngoài da. Rối loạn giấc ngủ và rối loạn hành vi như kích động, bồn chồn. Chú ý đề phòng khi sử dụng. Suy thận, sơ gan, suy gan nặng, nhiễm độc giáp và bệnh lý tim mạch nặng như bệnh tim do thiếu máu cục bộ, rối loạn nhịp tim nhanh hoặc suy tim nặng. Tiểu đường Thận trọng đặc biệt trong cơn hen nặng cấp tính do nguy cơ hạ kali huyết tăng cao khi giảm oxy máu. Phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Liều lượng. Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, khởi đầu 10 mg, có thể tăng liều 20 mg sau 1 đến 2 tuần. Trẻ em 2 đến 5 tuổi, 10 mg. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Bambex đồng thời biết cách sử dụng Bambex sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.